Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Hôm nay là thứ ba, em Lợi lại tiếp tục về một cái chiếc xe Triton đời 2021 màu đen. Vừa rồi sáng nay thì em có nhận cọc bán chiếc Triton 2022 về với anh em ở Phú Thọ rồi, về cho anh em chuyên chở sơn. Đây là cái chiếc 2021 mà vừa với cập bến, vừa đến cửa hàng em Lợi quay mộc luôn nhá. Và toàn bộ xe thì em quay cho quý anh chị này, đám đất bản nguyên nhá, chưa dọn dẹp gì, chảy xước còn nguyên này. Đó, chảy xước từ nhà chủ xe nhá. Toàn bộ xe thì cam kết không đâm xô, tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Và các cái phần đồng sơn của chiếc xe đây, xe được trang bị nước sơn màu đen này. Đó, xe số tự động một cầu, máy dầu bản tiêu chuẩn nhá. Tất cả các cái phần đồng sơn bên lái bên phụ này còn khá là đẹp. Lốp lắp này rất là dày nhá, lốp nguyên một dàn theo xe. Khung gầm phía trước này, bướng gầm này còn khá là mới và đẹp nhá. Đấy, tất cả các cái phần lốp của chiếc xe đây, đát là 2021 hết nhá. Em Lợi đã kiểm tra toàn bộ là nguyên zin. Đây, đát của xe này 2021 nhá. Đấy, giảm sóc này, gầm này rất là đẹp, không bắn nheo phủ gầm gì, chảy trước một số điểm này. Đấy, tất cả các cái phần đồng sơn kính lái này còn rất là đẹp. Anh chị em nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tại thì kênh em Lợi còn khá là nhiều để phục vụ quý chị nhé. Tất cả xe thì bên em Lợi cam kết bao zin, không làm xe tai nạn ngập nước, máy số zin. Anh em cứ mang hãng, mang thợ, mang đến đơn vị thứ hai, thứ ba check test thoải mái nhé. Và xe bên em thì cam kết cho anh em về đi một tháng kiểm tra và test ở đâu cũng được. Nếu phát hiện ra đâm xô tai nạn, bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhé. Đây, toàn bộ các cái phần kính đèn này đều rất là đẹp. Đấy. Với quan điểm của em đây, em quay cả những điểm xấu nhé, chảy xước là có hết luôn này. Đấy, tất cả xe đã qua sử dụng rồi thì cũng phải chấp nhận thôi quý chị ạ. Lốp sơ cua này rất là dày, và toàn bộ các cái phần gầm cầu không bắn nhau phủ gầm này. Đấy, thụt được độ thêm này, giảm sóc này. Đấy, toàn bộ các cái phần móc méo phía sau đây, từ cản nhựa phía sau này. Sau 2 hôm là em Lợi sẽ đầu tư khoảng đâu đó 5-7 triệu. Đấy, sơn đánh bóng spa, dọn dẹp và rút hồ sơ. Toàn bộ đồng sơn này. Đấy, tất cả các cái phần cản sau thì cũng có trời sức móp méo nhá. Đấy, anh em yên tâm những cái điểm mà em quay cho quý chị này. Nhưng mà keo chỉ của chiếc xe là bao zin. Đấy, tất cả các cái phần trước sau này đều màu sơn zin còn khá là nhiều. Và đặc biệt những cái điểm trước xác mà quý anh chị nhìn thấy là chỉ có sơn và tôn, không có bả tít nhé. Đấy, cái chất xe đồng giờ vỏ của chiếc xe cực kỳ đẹp. Đấy, hoặc sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem nhé. Và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, từ cột kèo, tóc ly, cánh cửa của chiếc xe là bao zin nhá. Nội thất này, gioăng chống ồn này, trước sau này, keo chỉ zin hết nhá. Tất cả các cái phần keo chỉ, tóc ly, cánh cửa này đều rất là đẹp nhá. Nội thất ghế phía sau này, trần của chiếc xe là trần nguyên bản từ đầu, gioăng chống ồn này, cột kèo bao zin. Đấy, tất cả các cái phần keo chỉ đây, anh em yên tâm nhá, khẳng định chuẩn là 100% của chỉ của hãng này. Tóc ly này. Đấy, xe bên em Lợi bán cam kết bằng văn bản. Anh em ship tận nơi, test check tại nhà quý anh chị luôn nhá. Anh em nào thích test check ở đâu cũng ok hết. Đấy, toàn bộ keo chỉ này, bậc lên xuống này. Đấy, ghế này, vô lăng của chiếc xe đây. Đấy, gãy số vô lăng để nổ start top này, các cái phần ốc này, bàn đạp phanh ga này, màn hình được lắp thêm nhá. Đấy, trần cột kèo này đều zin hết. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhé. Đây, keo chỉ zin nhá, và các cái ốc khóa này, đấy, nguyên zin hết, toàn bộ sàn thùng không chứa hàng nặng này, sàn thùng mộc mạc bám đất bẩn thôi. Đấy, toàn bộ hai bên thành đèn này nguyên zin, cột này, đấy, sơn còn zin thế này, ốc còn thư tháo lắp này, đấy, toàn bộ